Dạ em chào anh chị mến yêu của em. Hôm nay em giới thiệu cho mình thêm một lô đất nền ở trong dự án Phai Tây Eco City, khu đô thị 5 sao. Nằm trên trục đường D16 Xuân Hồng, ở đây thì đường 8m, lề mỗi bên 3,5m. Ở đây thì mình có hai dãy nền anh chị. Nền hướng Nam có diện tích là ngang 4 và cho 25, nền hướng Bắc có diện tích là ngang 6 và cho 18. Thì ở trên tuyến đường này được Phai Tây trồng rất là nhiều hàng cây dáng xưa luôn anh chị. Cây cũng lớn lắm anh chị. Đây em giới thiệu cho mình cái nền có diện tích là ngang 4 và cho 25, nền hướng Nam, có cái view và nhìn qua dãy nhà 3 căn của mấy anh hàng xóm luôn anh chị. Trước cái nền của mình được trồng cái cây dáng xưa rất là to, da cái hoa màu vàng vàng á anh chị. Nền đẹp, không có giếng cống với hố ga gì hết á anh chị. Bán với giá là 2,4 tỷ. Dạ anh chị mình ngắm cái cảnh quan xung quanh đi. Giờ chút xíu em giới thiệu cho anh chị cái mẫu nhà BM luôn, của 4m. Dạ còn đây là cái mẫu nhà BM 4m. Căn này thì có diện tích là 4,2498 m² thôi anh chị. Cái điều đặc biệt ở đây là cái mẫu nhà phố thương mại BM. Đó, mình xây luôn cái hàng rào cổng luôn anh chị. Trước nhà thì căn này có cái view biệt thự sân vườn với gần vườn rau sạch ven sông. Dạ hiện nay em giới thiệu cho mình lô đất 4,2500 m² bán với giá là 2,4 tỷ. Anh chị nào có nhu cầu thì anh chị liên lạc với em, còn không có thì mình coi chơi đỡ buồn anh chị.